Chào anh em nhé. MG5 có phải là bom tấn mà nhiều anh em đang mong chờ về Việt Nam. Ở Thái Lan thì vừa công bố chính thức rồi, có đầy đủ thông số kỹ thuật và cả giá bán nữa. Xem xe trong video này sẽ cùng anh em phân tích con xe này, xem có gì để chúng ta chờ đợi hay không. Có lẽ điều anh em quan tâm nhất đầu tiên chắc chắn phải là giá bán. Giá bán ở Việt Nam thì chưa có, nhưng nếu nó về Việt Nam thì có thể là bao nhiêu. Chắc anh em cũng đang mong chờ đúng không? Cùng xem xe phân tích nhé. Trước hết Chúng ta phải xem xét con MGZS ở Thái Lan thì nó là bao nhiêu. Bản thấp nhất có giá là 689.000 bạt thái. Và cái bản cao cấp nhất là 799.000 bạt thái. Quy đổi sang thường Việt thì nó khoảng 480 triệu đến 557 triệu. Ở Việt Nam thì con này bán với giá là bao nhiêu? 519 triệu đến 619 triệu. Chúng ta sẽ có mức tăng ở đây là bao nhiêu? 519 triệu trừ đi 480 triệu. Chia cho 480 triệu thì mức tăng ở đây là 8% còn cái bản cao cấp nhất thì nó tăng 11% đây là mức tăng cực thấp nếu so sang những hãng xe khác mà cũng có những mẫu xe nhập từ Thái Lan về Việt Nam mình đánh giá là giá xe MG tại Việt Nam là quá ưu đãi giờ sẽ đến giá con MG5 tại Thái Lan có giá từ 559.000 bạt đến 689.000 bạt quy đổi sang tiền Việt thì giá của nó từ 390 triệu đến 480 triệu anh em thấy rẻ không rẻ khủng khiếp con này còn rẻ hơn cả MGZS tại Thái Lan thì theo lý về Việt Nam nó phải rẻ hơn con MG ZS Giả dụ nó cũng có mức tăng giống như con MG ZS khi đến Việt Nam là 8% và 11%. Thì giá của nó tại Việt Nam là bao nhiêu? 390 triệu cộng với 390 triệu nhân với 0,08 thì nó sẽ ra là 421 triệu. Cái bản cao cấp nhất tăng 11% thì nó là 532 triệu. Anh em thấy mức giá này có yêu được không? Quá tuyệt vời. Hy vọng là nó cũng được giữ nguyên mức ưu đãi tương tự như MG ZS tại Việt Nam. Cụ thể thì anh em phải chờ thêm một thời gian nữa. Ngoài giá thì đương nhiên phân tích đến phải là ngoại hình rồi Mình chốt luôn một từ nhá Con này đẹp Chữ đẹp ở đây mình không hẳn là khen đâu nhá Phân tích tiếp đến chữ đẹp này Mình sẽ giúp anh em hiểu rõ cái chữ đẹp mà mình nói Con xe này nó được thiết kế hao hao mà thôi Học hỏi đi Học hỏi rất nhiều từ Maserati Nếu mà anh em nhìn thấy nó lần đầu tiên Như mình Lần đầu tiên nhìn thấy nó chắc khoảng một năm trước Thì thực sự ấn tượng về một chiếc xe giá rẻ Mà lại có một thiết kế khí chất như xe sang Khoảng một năm sau mình nhìn lại nó Thì nó lại đem cho mình cảm giác hững xuống để mình giải thích cho anh em tại sao nó lại đem lại cảm giác nhanh chán với mình như vậy nha Nghiên cứu kích thước xe trước Chiều dài là 4m675 Chiều ngang là 1m842 Kích thước này thì nó sẽ tương đương với các mẫu xe hạng C Khi anh em nhìn vào đường nét thiết kế của con xe này Nó sẽ cho anh em một cảm giác tưởng là một chiếc xe xa xịn mịn Nhưng anh em mà nhìn càng lâu, càng kỹ Thì nó sẽ lộ ra chỉ là một chiếc xe cỏ giá bình dân Dẫn đến cái cảm giác hụt hẫng giống mình Khí chất của một chiếc xe nó nằm ở đâu? Nó nằm ở phần đầu xe Đầu xe của con MG5 này thì sao? Quá ngắn. Nếu nhìn từ phương ngang thì nó sẽ thể hiện rất rõ. Ngắn rồi nhưng lại còn vát rất sâu. Đây là kiểu vát thể thao nhưng nó chưa đến tầm. Biết tại sao không? Anh em nhìn mấy con xe xịn, thân nó rất dài. Nó có thể kéo dài phần đầu xe thêm. Để mình đặt hai con xe vào cho anh em xem nhé. Đúng tỷ lệ của nó thì khoang hành khách nó phải lùi vào như thế này. Cơ mà khổ cái cái xe nó ngắn như này thì mà bắt trước đúng cái tỷ lệ đó ấy, thì hàng ghế sau chặt không ngồi được. Dẫn đến cái kiểu nửa vời. Còn một cái điểm nữa là cái tạo hình mâm này Nó làm chiếc xe cảm giác nhỏ lại Nó hoàn toàn trái ngược lại với cái đường nét thiết kế tổng thể của chiếc xe Nếu anh em nhìn từ trực diện Anh em cứ nhìn càng lâu, nhìn càng kỹ Thì chúng ta sẽ có được sự tương thông với cảm giác đối với mẫu xe này Động cơ của con MG5 này tại Thái Lan thì sử dụng động cơ 1.5 lít cho công suất ra giống y con MGZS đang bán tại thị trường Việt Nam. 112 mã lực và 150 Nm. Công suất này là yếu nếu mà so sang các mẫu xe đạn hạng C tại thị trường Việt Nam. Hộp số con MG5 này sử dụng là hộp số CVT giả lập 8 cấp. Các cái trang bị option thì nó cũng nhiều như cái con MGZS tại thị trường Việt Nam. Chốt lại con xe này là nó như thế nào? Nó có sự hào nhoáng bên ngoài. Cũng là một lựa chọn rất đáng mua nếu mức giá của nó hấp dẫn như cái dự đoán phía trên của mình. Hy vọng anh em thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của xem xe.